Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha, chuyển qua một cái bài khác ở trong cái cụm bài số 3 của mình. Ở trong cái bài trước á, thì các bạn thấy là chúng ta đã thử nghiệm là thực hiện reset password bằng cách là tương tác vào bên trong cái quá trình boot. Chúng ta sẽ nhảy vào bên trong single user mode để mà thực hiện reset password ở trên một cái máy Linux. Thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình này làm á thì nó khá là dễ dàng, nó không có gọi là mất quá nhiều cái công sức của mình làm. Và các bạn cũng có thể thấy là sao nó lại làm nhanh và dễ như vậy. Thì bây giờ để mà mình hạn chế lại cái việc này thì một trong những cách là gì? Chúng ta sẽ thiết lập một cái password, một cái username và password để bảo vệ lại cái group blocker của mình. Ở trong những cái dòng CentOS 6 á, thì các bạn chỉ có thể thực hiện gán thêm một cái password mà thôi. Ở trên CentOS 7 và 8 ha, thì các bạn có thể định nghĩa ra username và password để mà các bạn thực hiện reset. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm tạo ra một cái username và password để mà bảo mật cái group ở trên cái máy là CentOS 8. Trong cái bài này của chúng ta bao gồm hai phần, đúng không ạ? Phần 1 thì chúng ta sẽ thử nghiệm thiết lập. Và phần 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra cái quá trình thiết lập của chúng ta ở cái group blocker. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong cái phần 1 ha, thử nghiệm cái thiết lập cái username password. Ở trên giao diện màn hình thì các bạn thấy là mình đang ở trong cái máy Linux đúng không ạ? Lúc này các bạn sẽ cd vô sạc boot đúng không ạ? Các bạn ls. Thì ở vị trí này các bạn thấy nó có cái group 2. Bạn thấy có những cái file về file này là những cái file về cái kernel của cái máy Linux của mình. Bây giờ mình sẽ cd vô cái group 2. Ở trong đây các bạn thấy có cái file là group.conf và user.conf. Nếu như các bạn mở cái file group.conf thì các bạn thấy là đây chính là cái file cấu hình cho group blocker. Như vậy thì nó là được cái vị trí nó lưu cho các bạn theo đường dẫn tuyệt đối đúng không ạ? Nếu như các bạn đi vào từ đầu luôn thì các bạn có thể gõ là vi vô sẹt bút group 2 group.cfg. Đây là cái cấu hình của nó. Vậy bây giờ các bạn sẽ đi đến cái dòng độ là cái dòng 116. Thì ở trong cái dòng 116 này á, thì các bạn thấy là nó đang đi đọc cái file user.cfg và nó set cái super user ở đây là user root, tức là các bạn sẽ phải đăng nhập vô bằng cái user root và một cái password nào đó. Cái password đó các bạn định nghĩa theo cái chuẩn là group 2 password. Thì chỗ này mặc định nó đã thiết lập cái user root rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta thoát ra. Ở đây là các bạn đã biết một cái yếu tố là user root đúng không ạ? Bây giờ để mà các bạn đặt password thì các bạn sẽ dùng là group 2 gạch ngang set password. Mình sẽ gõ câu lệnh này. Nó yêu cầu mình nhập vào một cái password. Ví dụ như mình nhập vào đây là 654321. Nhập lại một lần nữa. 654321. Rồi các bạn thấy là nó không có gì xuất hiện hết đúng không? Mình sẽ đeo vô sượt bút group đó. Mình gọi là dead, mình kiểm một chút ha. Rồi, giờ nó đang hiện thời như vậy. Mình ls trừ l cái file là user.cfg. Thì các bạn thấy là cái file này của mình nó mới được hiệu chỉnh vào 23 giờ 37 phút. Nó mới cách đây một phút, lúc ở thời điểm này nè. Đúng thời điểm này nè. Bây giờ các bạn cát cái file user.cfg này ra. Các bạn thấy trong đây á thì nó có đặt một cái biến gọi là group
hai password bằng một cái giá trị gì đó. À, đây chính là cái giá trị mà mình đặt vô là 654321 hồi nãy đó. Thì lúc này là cái máy của mình ở đây nó sẽ thêm vào trong cái phần cấu hình của rootloader một cái giá trị password. Và kể từ thời điểm này ha, nếu như các bạn reset password thì các bạn phải đặt các bạn phải biết cái rootloader password này ha, thì mình mới có thể reset được bash. Bây giờ chúng ta thử nghiệm bằng cách là chúng ta sẽ restart lại cái máy. Mình đi vào bên trong trực tiếp cái giao diện của anh XenOS 8. Thì ở trên cái màn hình dưới đây các bạn thấy là gì? À, ở góc phải ở đây nè. Các bạn thấy là chúng ta phải gì? Nhập chữ E đúng không ạ? Chữ E để mình edit, bấm chữ E. Nó hỏi mình username, các bạn nhập vô root. Nó hỏi mình password 654321. Đó, thì kể là lúc này các bạn thấy là các bạn mới có thể đi vào bên trong cái phần chỉnh cái kernel của Linux để các bạn nhảy vào bên trong cái single user mode đúng không ạ? Để các bạn reset password. Và hiển nhiên đến đây các bạn có thể làm giống như cái video trước, các bạn đổi cái giá trị read only này lại thành read write. Thì lúc này các bạn có thể đi vào bên trong cái single user mode để các bạn đặt password ha. Và hiển nhiên tất nhiên chỗ này nếu như mà mình không có biết password thì hiển nhiên là mình sẽ không làm được cái vụ án này. Thì trong cái ngữ cảnh mà nếu như mà các bạn quên cả cái username và password này, thì để mà các bạn phục hồi thì các bạn chỉ có nước là các bạn phải sử dụng cái đĩa cài đặt. Các bạn vào bên trong cái rescue mode ha, để các bạn reset lại cái password của mình. Rồi, thì đến đây mình sẽ kết thúc cái video bài 3 chỗ này. Trong bài 3 này chúng ta đã thử nghiệm cái gì? Thiết lập group loader password ha, để bảo mật lại cái quá trình khởi động của cái máy XenOS 7 và XenOS 8 của mình. À, chào các bạn.